Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của Tamda Media. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Theo kết quả khảo sát của cơ quan Median, hơn 60% người sex trưởng thành thừa nhận mình nghiện một số chất hoặc hoạt động gây nghiện nào đó một cách hợp pháp. Phổ biến nhất là nghiện hút thuốc, đồ uống có cồn, sử dụng mạng xã hội, game trên Internet và cờ bạc. Trong đó, thói xấu số 1 là hút thuốc lá với gần 30% số người được hỏi bị nghiện hút thuốc và hút nhiều lần trong ngày. Thói xấu phổ biến thứ 2 là rượu. Cứ 10 người được khảo sát thì có 1 người thừa nhận họ nghiện rượu. Mức tiêu thụ rượu tại Séc trong thời gian dài là khoảng 10 lít nguyên chất mỗi người. So với châu Âu, Séc là một trong những quốc gia có mức độ tiêu thụ rượu cao nhất. Công việc xây dựng cây cầu mới bắc qua sông Luzhnitsa ở Planá nad Luzhnitsy thuộc Tabor đã hoàn thành sau gần 2 năm với chi phí xây dựng hơn 220 triệu koron. Hiện tại người dân có thể sử dụng cây cầu đi từ thành phố đến Bekhinye hoặc Tin Nat Vlatavo. Ở hai bên cầu có lối đi dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp. Cảnh sát Séc đang truy tìm nghi phạm chưa rõ danh tính đã cố tình làm hư hỏng nhiều xe ô tô đang đậu ở phố Koroni của Ostrava, Vitkovice chỉ trong một đêm. Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 9, hành vi hung hãn của người đàn ông khi nhảy lên xe đập vỡ cửa xe ô tô đã được camera an ninh của thành phố ghi lại. Người dân nếu biết bất kỳ thông tin nào về nghi phạm hãy liên hệ với cảnh sát qua đường dây 158. Theo báo New York Times, nợ công của Mỹ ngày 18 tháng 9 đã lần đầu tiên vượt qua mức 33.000 tỷ đô la Mỹ, cho thấy quỹ đạo tài chính quốc gia đang trong tình thế bất ổn định. Trong tháng 9, Mỹ phải đối mặt với khả năng đóng cửa chính phủ vì cuộc chiến chi tiêu liên bang. Nợ công của Mỹ chạm mức cao kỷ lục trong bối cảnh quốc hội nước này đang gặp khó khăn cho việc chốt ngân sách chi tiêu của chính phủ trước thời hạn ngày 30 tháng 9, ngày kết thúc năm tài chính 2023, trừ khi quốc hội Mỹ có thể thông qua hàng chục dự luật cho việc phân bổ ngân sách hoặc đồng ý gia hạn trong ngắn hạn nguồn quỹ liên bang ở mức hiện tại. Chính phủ Mỹ có nguy cơ sẽ phải đóng cửa như lần gần nhất vào năm 2019. Phần Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp hộ chiếu kỹ thuật số cho công dân của mình. Phần Lan coi đây là giải pháp thay thế cho việc kiểm tra hộ chiếu truyền thống mất nhiều thời gian trước đây. Hành khách trên một số chuyến bay của Finnair, hãng hàng không Phần Lan, có thể nhanh chóng đi qua khu vực kiểm tra an ninh sân bay bằng cách sử dụng thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số hay hộ chiếu kỹ thuật số, thay vì xếp hàng chờ kiểm tra hộ chiếu như trước đây. Được triển khai từ cuối tháng 8, việc thử nghiệm hộ chiếu kỹ thuật số của Phần Lan được thực hiện tại sân bay Helsinki đến một số điểm nhất định ở Vương quốc Anh. Thương hiệu cà phê nổi tiếng Starbucks đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ các khiếu nại cho rằng một số loại trong danh mục đồ uống trái cây Refresher của họ thiếu thành phần chính là trái cây. Trước đó, một số khách hàng của Starbucks đã bức xúc khi các loại đồ uống như nước chanh thanh long xoài, nước thanh long xoài, nước chanh dứa không chứa các nguyên liệu như xoài, chanh dây hoặc dâu như quảng cáo. Theo đơn kiện từ các khách hàng, Astoria, bang New York và Fairfield, bang California, thành phần chính trong những loại nước này là nước, nước ép cô đặc và đường. Tuy nhiên, mức giá cho những loại đồ uống này theo các nguyên đơn là giá quá cao, dao động từ 4 đến 6 đô la Mỹ. Người khởi kiện lần đầu vào năm ngoái nói rằng cô sẽ không mua loại đồ uống này hoặc sẽ chỉ trả ít hơn nếu biết nó chỉ bao gồm hương vị thay vì trái cây thật. Các nguyên đơn cho rằng, với tên gọi khiến nhiều người tiêu dùng nhầm có hoa quả thật, Starbucks đã vi phạm luật bảo vệ người dùng của các bang. Starbucks được cho là bị buộc bồi thường thiệt hại ít nhất là 5 triệu đô la Mỹ. Về phần mình, Starbucks cho biết tên sản phẩm mô tả hương vị của loại đồ uống chứ không phải thành phần và thực đơn của họ đã quảng cáo chính xác những hương vị đó. Một bộ hóa thạch sư khủng long sẽ được đấu giá tại Paris, Pháp vào tháng 10 năm 2023. Theo xác định, hóa thạch thuộc về một loài khủng long ở kỳ Jura, cách đây 150 triệu năm. Bộ xương của con khủng long cao 2,1 mét và dài 5 mét được phục hồi vào năm 2000 bởi nhà sinh vật học Barry James. Các chuyên gia đánh giá, đây là mẫu hóa thạch hiếm thấy khi được bảo quản vô cùng tốt. Hộp sọ và phần còn lại của bộ xương hoàn thiện ở mức lần lượt là 90% và 80%. Dự kiến hóa thạch sư khủng long Barry sẽ được ra mắt công chúng vào giữa tháng 10 khi được trưng bày đấu giá tại Paris. Theo đánh giá, mẫu hóa thạch này có thể được trả giá lên tới gần 1,3 triệu đô la Mỹ. Ngày 19 tháng 9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin, nữ bệnh nhân 15 tuổi trú tại huyện Quảng Xương mắc bệnh Whitmore đã tử vong. Theo đánh giá của bác sĩ, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy gan, suy thận, có bệnh lý kèm theo là tiểu đường và béo phì. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, điều trị kháng sinh, điều chỉnh đường huyết. Tuy nhiên, diễn biến bệnh nhân ngày càng nặng và đã tử vong. Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, địa phương ghi nhận trường hợp một nữ bệnh nhân mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp đầu tiên mắc căn bệnh này được phát hiện trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.
Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.